Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Dụng Cụ Nông Nghiệp. Em là Minh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu kéo Asaki, hai mẫu kéo Asaki đến từ thương hiệu Nhật Bản với mã là Asaki 8647 và Asaki 8648. Đây em sẽ mở hộp và review chi tiết cho các bác xem nhé. Trước tiên là mẫu Asaki 8647. Đây, coi nhé. Đây là mẫu kéo Asaki 8647. Đây, con đỉnh này. Có logo Asaki in chìm ở đây nha các bác nhá. Hàng Nhật Bản ạ. Đây. Mẫu kéo này ấy, thì có lưỡi làm được từ bằng thép các bác nhá. Làm bằng thép. Rất bền, rất cứng cáp luôn ạ. Đây các bác nhìn này, nhìn độ dày của nó này. Độ dày rất là dày dặn. Các bác cắt sẽ không bị tình trạng ví dụ như là bị cong, bị vênh, bị mẻ. Đấy. Ở giữa đây thì nó có một cái lò xo trợ lực các bác nhá. Lò xo trợ lực giúp mình cắt dễ dàng hơn nha các bác nhá. Đây, lò xo trợ lực này. Ở đây là cái lẫy mở các bác này. Các bác mua về sử dụng chỉ cần bóp nhẹ cái kéo này, bóp nhẹ em cái kéo, cật cái lẫy ra. Đấy. Các bác mở kéo ra là có thể sử dụng luôn nha. Đấy. Khi nào mình không cần sử dụng thì mình có thể bóp nó lại. Đặt cái lẫy lại là xong các bác nhá. Nó sẽ giữ kéo như này. Đó, cái tay cầm của nó đây các bác nhá. Tay cầm thì làm bằng cao su, giúp mình tránh khi bị dùng lâu có mồ tay sẽ gây ra hiện tượng trơn, cắt sẽ bị trượt và cầm lâu nó sẽ không bị đau tay các bác nhá. Ở giữa thì nó có một cái đây các bác này, đây có một con ốc này liên kết phần này lại rất chắc chắn cho các bác luôn nhá. Đây rất chắc chắn, không có bao giờ bác làm rất là thoải mái, không sợ tình trạng kiểu mình dùng nó bị lỏng hay là gì đấy các bác nhá. Mẫu kéo này á thì dùng cho các bác tỉa bonsai, tỉa cây cảnh nó rất là hợp lý. Nó cắt rất là nhẹ các bác nhá. Cái này bóp rất là sướng luôn ấy. Đây. Ok. Em sẽ đi review mẫu thứ hai cho các bác xem nhá. Đó là mẫu Asaki 8648. Mẫu này thì là đây, mẫu vừa rồi em giới thiệu. Mẫu này thì nó là mẫu lưỡi cong. Đây, các bác này. Mẫu lưỡi cong. Đây, còn mẫu Asaki 8648 thì nó là lưỡi thẳng các bác nhá. Đây. Em sẽ bóc vào cho các bác xem. Đây là mẫu Asaki 8648 các bác nhé. 8648, mẫu lưỡi thẳng các bác nhé. Về chi tiết thì nó cũng giống như là mẫu Asaki 8647 các bác nhé. Nó giống y hệt, chỉ khác về phần lưỡi này các bác này. Lưỡi của nó chỉ là lưỡi thẳng. Đây, và mẫu lưỡi Asaki 8648 thì nó là mẫu lưỡi cong các bác nhé. Đây, một mẫu là mẫu lưỡi thẳng và một mẫu là mẫu lưỡi cong các bác nhé. Cái chiều dài của nó thì là 200mm, tương đương với là 20 phân các bác nhé. Đây, ở giữa đây nó vẫn có một con ốc này. Ốc này ốc xoáy nhau nhé. Còn con ốc đây là ốc hình tròn này. Đây, khác nhau hai con ốc. Và hai mẫu này khác nhau chỉ ở điểm duy nhất, đó là một mẫu lưỡi cong và một mẫu lưỡi thẳng các bác nhé. Hai mẫu này hiện tại này em đang kinh doanh và bán với mức giá là 350.000 trên một bộ các bác nhé. Các bác mua một bộ này 350.000 em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đây. Còn nếu các bác muốn mua rời, nhà em cũng có bán rời cho các bác với mức giá là 175.000 trên một sản phẩm các nhé. Nhưng các bác sẽ không được bao ship. Đấy. Nếu các bác muốn mua dùng thì hãy nên đặt cho mình hẳn một bộ các nhé. Mình sẽ được miễn tiền ship và dùng thì nó có nhiều cái công dụng hay hơn là mình dùng mua một kéo. Ví dụ mình muốn cắt cái này, cắt cái kia ấy, thì hai mẫu kéo này sẽ giúp đảm bảo cho các bác tỉa cây cảnh cực kỳ là tốt các bác nhé. Giúp cho mình làm nó thoải mái, dễ dàng hơn. Hai mẫu kéo này đều là đến từ thương hiệu Nhật các bác nhé. Đây, có logo này, các bác nhìn này. Đây, Asaki Japan. Đấy, đây, Asaki Japan. Đều là đến từ thương hiệu Nhật bác nhé. Cái, khi các bác nhận hàng ấy, thì các bác sẽ nhận là như này. Đây, là một cái hộp của nó. Đây, bên trong có một cái kéo Asaki. Các bác muốn mua mẫu 8647 hoặc 8648 các nhé. 8647 thì là lưỡi cong, còn 8648 thì nó là lưỡi thẳng. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, mua hàng đúng như em quảng cáo thì các bác phải thanh toán các bác nhé. Còn nếu không, các bác gửi trả hàng, em sẽ chịu hoàn toàn phí ship cho các bác nhé. Nếu có vấn đề gì về đường vận chuyển như là kéo bị cong hay là bị mẻ hay là bị gì, các bác vui lòng liên hệ trước với em để được tư vấn và xử lý nhanh nhất. Muốn mua sản phẩm hãy để lại cho em một comment ở dưới phần bình luận. Còn ai muốn em làm thêm về các vật tư gì về ngành bonsai, cây cảnh
các bạn có thể lại cho em một bình luận bên dưới để video sau em sẽ review những cái sản phẩm đó cho các bác xem nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại.